mời tất cả chúng ta cùng nhau nâng những chiếc ly xinh xắn của mình lên nào. Chúng ta 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che phương nơi. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách alo lên và đi. Và lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Cường thay mặt cho công ty tổ chức sự kiện truyền thông và du lịch New Star Media xin gửi đến tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trọng nhiệt nhất ạ. Chương trình tổ chức tour du lịch nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên của toàn công ty để giúp mọi người có thể là xua tan những cái mệt mỏi trong cái giờ làm việc, để mình có thể có những cái phút giây thư giãn bên gia đình, bên người thân và bên đồng nghiệp, bạn bè của mình, gắn kết giữa các cá nhân của trong công ty, của các cụm mà các chi nhánh của công ty với nhau, để mọi người có thể hiểu nhau hơn, làm việc với nhau dễ dàng hơn và thoải mái hơn trong cái công việc của mình. Thì trước hết tổng công ty cũng muốn là cảm ơn sự đóng góp của toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty đã đóng góp công sức của mình cho công ty ngày càng phát triển. Xin chúc cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty sức khỏe, thành công, hoàn thành tốt cái công việc công ty đã giao cho mình. Đời mình chả bao giờ đi cảm giác mạnh, cái đó là dành cho đứa trẻ, nhưng mà tuổi già cũng thấy được cái thú vị, đó là cái mới mẻ của du lịch. Xé nó lên nó xuống, cảm giác như của mình nó cũng gân gân giọng như của một khi máy bay nó cất cánh ấy, sợ, rất sợ chứ. Thì có mệt nhưng mà vui thì lại rất vui. Tôi được hạnh phúc được theo con cùng đoàn, tức là tham quan đi Mũi Né này, đi thành phố Phan Thiết này, đi những nơi danh lam thắng cảnh. Tôi thì cảm thấy là rất là vui. Không có nồng độ cồn từ 12.2 đến 16.2%, không nên bảo quản cho đủ nóng vì lúc nào sẽ bị khô bằng co lại, không khí dễ dàng xâm nhập vào dẫn đến oxy hóa và hư rượu. Thank you.
nghĩa đại diện cho ekip thực hiện chương trình, đại diện cho đơn vị Nista Media gửi đến tất cả quý vị có mặt trong đêm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Đầu tiên thì cho tôi được thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty xuyên của Trịnh Hùng Vương cảm ơn công ty Media và cảm ơn ban làm chương trình đã tạo một buổi tối rất là vui, xin được cảm ơn đây. Tôi xin được cảm ơn tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty đã vì công ty chung sức chung lòng cùng xây dựng công ty lớn mạnh, xin chân thành cảm ơn. Man, I'm too hot. Make a dragon wanna retire. Man, I'm too hot.